Đây, người anh em của ta. Người anh em à? Em là gì? Chị là gì? Chị là một cái rôn phế vật. Thì Nhưng mà chị có thể chứng đây, vào đây chị. em chứng minh rô cho chị. Đâu? Ui, ăn rồi à? Ăn rồi, ăn rồi, ăn rồi. Ăn nó sát đi bị. Ai nhỉ? Ai nhỉ? Ai nhỉ? Ai nhanh thế nhỉ? Quá chịu Bú ngay sát của chị Vi luôn mà. nốt 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 đi nốt đông đông này ở nốt đi đây, chú ở đây này ở chú đây ơi đông nốt đi đảo chú thế. Kiểu Kiểu gì có đây đâu mà có nốt một kền kền với cả một chim ưng. mẹ chú còn là con quỷ này. Ôi bú 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 Vi ui cái chết luôn căng nhỉ. Vi ơi sao đi quan sát không tốt vậy? Thì đi xuống chỗ phòng giải trí thì không thấy xác nha, gặp anh Hải nha, đi lên thấy đi đi qua thì thấy xác, xong đi lại qua đi lại không báo xác. Nhưng mà anh quân chúa ơi, nãy anh nghe nãy có thấy gì không anh? Thấy gì? Anh không thấy gì à? Thấy gì? Không thấy báo gì à? Thấy báo gì? Anh có chắc không? Thì đang hỏi thấy báo gì đây ơ kìa. Vấn đề là cái xác này là từ từ mọi người ai cho hỏi ai vừa chạy vào phòng vào đài chỉ huy chung nhỉ? Đài chỉ huy là heo heo. Heo với còn một người nữa mà. Em đứng ở đấy trước với anh xong rồi heo chạy vào. Long đứng ở đấy xong em chạy vào. Đó thì thịt mò tôi thấy em đang chùa cho to mic lên tí. Đang ở bên phòng điện, đang chạy bên phòng điện. Chạy từ hướng đấy sang. Thì mày đứng. Ủa phải lúc đang phải đứng với heo với cả. Đang đứng với heo với cả. Bây giờ hay là lúc trước? Bây giờ đang đứng luôn. Anh có quay lại đâu? Đâu đi lẻ mà có thấy ai đâu. Anh đi cùng mày em ngáo à? Tao đang đứng với heo với cả anh Duy mà. Không, vẫn đang đứng đấy mà lúc báo xác là nó đang báo xác đang đứng đấy luôn. Thế chẳng lẽ có ấy à? Có hóa hình à? Ờ chắc có hóa hình. Em thấy một người mà. Anh ba thì dễ quá nhở. Anh vừa đứng ở đâu? Anh đứng ở bên đài chỉ huy mà, trước cửa đài chỉ huy luôn. Em đứng đây này. Thế thì đứng một mình ở. Thế có người biến anh rồi. Chắc chắn rồi. Đây này đứng ngay đây này. Mình đứng ngay đây này. Đấy. Thế thì có người biến anh rồi. Cái trước mình gặp nhiều quá, cái đoạn đi dập lửa gặp nhiều quá. Thế thì phải scout xem ai đi lẻ quá đấy. Quá, đây một người đây mà. Chậm thôi mọi người, đi chậm thôi. Tôi chỉ vi phạm thôi thật. Rồi, heo đâu nhở? Anh Tun ơi, ra đây em bảo với anh Tun ơi. Heo. Heo đâu rồi? Canh dùng cái này. Trong này giết nó ảo lắm nên thật ra di chuyển khéo nó cũng không đủ, giết nhiều lúc nó lag. Được tầm giết nó ảo. Cũng phải lên. Thế đúng rồi, có hóa hình rồi. Anh Hải đang đi chung với anh Vi đúng không anh Hải? Ừ, anh đang đi chung. Em ở The Vi. Anh đi chung lâu chưa? Hay là mới đi tức gì thôi? Đi được một lúc rồi. Lúc à? Anh Vi chém người ở khu viên đoàn nhưng mà đấy chắc là phát rồi. Đấy là fake. Tao tao vừa thấy anh Vi đi qua, xong rồi lại gặp một anh Vi đi với anh Hải. Đấy. Thế thì bây giờ là đúng không? Thế là con Hiếu có. Anh đang đi. Thế có thằng Hiếu rồi. Đúng rồi, con Hiếu rồi. Con nuôi thằng Hiếu. Anh Hiếu là gì? Anh Hiếu là biến hình như gì? Tại vì bây giờ cái trang đúng đấy. Tao thấy xuống rồi. Sara thì đang đứng chung với tao. Rồi Vi đang đi chung với Hải. Thằng Tun tao vừa thấy xuất hiện mà. Thôi được rồi, con bốt ông mà. Thôi, Hiếu đi. Bốt đã. Rồi không cho nói thôi. Khó quá bạn ạ, tại vì phát này kiểu hỏi anh chung với nhau hết đấy. Pha đấy mà pha đấy làm sao? Tôi trả lời đâu mà có. Còn skip á? Không cho. Hai skip á? Ồ, hai skip. Còn hai vịt à? Còn vịt cải trang. Còn hai vịt. Ảo thế nhờ, thế là còn gì nhờ? Hải đến sờ Sarah là... Đấy à? Lạc thế. Vào đây anh éo. Vào đây sợ gì éo, tê bị lừa à, nhiều rồi. Giữ anh Hải vào chỗ cắn. Dùng anh Hải để cắn anh Hải đến giờ. Vi là đi mít. Ừ, anh nhưng mà không bóp cái gì đấy. Hải bánh ra đi, Hải bánh. Anh là gì ấy? Không chung mà, tao đi hỏi mọi người mà. Ừ, em cũng quên không trả lời anh ơi.
em cũng dùng chuông được, anh để chú là gì ấy chú? Thế còn mày lấy gì? Mày sẽ lấy rồi mà. Hả? À, chú là tinh minh. À? Quên à? Đó là Kudoshiniki. Bánh là gì hay bánh? Sao, thì em là kỹ sư. Kỹ là gì mi? Thế mày là cái gì? Ok á. Tinh linh. Tay bị gì đấy? Cái gì? Tinh linh á? Cái gì là tinh linh á? Đúng rồi. Mày bảo mày chứng minh cho anh đi. Minh chụp với em rồi. Lên zone ăn. Lên zone đi. Đi không lên zone à? Đi không lên zone. Ngày thứ ba rồi. Ai ra gì ai ra? Rình mò. Cũng thịt mò. Ăn là thịt mò á? Ừ. Anh quên là em bảo từ đầu luôn là em là rình mò. Em nhìn ăn là một ăn khác đang nhìn trên kia. Anh quên. Ở nhà quên đấy. Nhận thám tử ở đây. Nhận thám tử rồi. Quên mất, tôi định muốn nhận đeo bám. Nhưng đeo bám thì nó bị check dễ quá. Nhận ấy à? Nhận dân phòng rồi. Nhận dân phòng thì mạnh quá. À, ba skip à? Thế là lại hack não à? Con này phải skip ta. Ờ cũng được, cũng được. Chỗ chi ba dạ. Đàn. Không sao, không sao, không sao. Tôi định nhận ba gang nhưng mà có ba gang legit các bạn đúng không? Thì quả đấy nhận rình mò đeo bám nhưng mà tôi lại không muốn nhận. Gì? Hả? Mày là gì? Phê thứ ba. Anh là cái gì? Hai bánh chọi ở trong ven à? Vẫn cười lì tệ. Đều mệnh gì hoặc Sarah hoặc này thôi. Tầm này người thắng nào được nữa. Ây da, khóa cửa. Hỏi ác. Bây giờ nhá. Hỏi ác thật. Phải vote trước. Vì còn nhiều phe thứ 3 nên cứ vote phe thứ 3 đi. Còn nếu mà chết mẹ anh gì rồi còn đâu mà vote. Bố chết rồi nhỉ. Vote trước đi. Hay vote đằng này ra trước đi. Vote đằng này ra thôi thì thôi. Không phải Dada đâu. Vote Iloda. Không, vote ăn hải. Bởi vì ăn hải là vịt 100%. Sarah là kiền kiền thì sao ấy, không phải thám tử đâu. Vote ai trước? Vote em chọn đấy đi. Anh chọn ăn hải. Ok. Skip đi mọi người, mất thì giờ quá. Thế là cho hai người chấm nhau thôi, mình không thắng đâu em ạ. Vì skip, thế thì không thắng đâu. Anh làm ăn V, vote ăn Dada chứ. Không sao, nhận sai luôn, không sao cả. Never punish. Thế bây giờ nào đi ăn không có một người đi. Ê thêm một kêu thêm một kêu đi anh ơi, giết mẹ nhưng anh vì gì anh ấy rồi thôi kệ rồi, giờ mình phải trốn à, cho Hải Bánh giết một người nữa là ba người là mình tự win đúng không? Là vịt nên ăn vịt Hải đấy thôi, né được ăn Hải là tốt. Trốn đâu bây giờ nhở? Spam cách thôi, làm gì nữa? Biết làm sao bây giờ? Spam chen. Đặt đèn rồi thì có một spam thôi, chứ sao nữa? Quả đấy đáng phải có liên cho bảo ông Vi đi mình. Tuyệt vời. À đây rồi. Đây rồi, đi đi đi. Đây lần này em hết là vịt chưa? Em không biết. Em không biết. Em hết là vịt rồi. Em cứ bảo em là dân cũng được mà. Đây rồi, hai người may mắn được gặp chị. Ra đây chị bảo, ra đây chị bảo. Ra đây. Đây. Chị là Canada nhá, chị đi dụ heo đây. Okay, chất thế. Thế là em biết chị Vi không phải chị Vi là Canada rồi đấy. Em đừng chém chị Vi là được. Em không phải là vịt. Chị Vi ngáo vậy, đi nhận role như thế thì lộ mẹ role cho phe thứ 3 luôn. Ai dám nuốt chị Vi nữa. Làm chị Vi ác lắm. Ai đang đứng im, ai gặp heo. Heo bị siêu năng lực ra giết rồi. Nhưng mà kệ chị, em không biết. Anh thấy như nào em nói thế, anh Vi cũng thấy. Em vừa gặp chị Vi xong, chị Vi vừa hay đôi mẹ em xong thì chị Vi đi lên làm gì có đủ thời gian để ra sơ được ra đâu. Không em, anh đang nói bà cạp đầu mà chứ không phải là ấy đâu. Đấy là chị gọi heo ra xong rồi heo bị bay đầu ở cạnh chị luôn. Em hiểu không? Anh bảo là bá cạp đầu chứ anh có bảo là bá là thương ra đi. Đâu. Ui thế mọi người ai gặp heo không biết à? Heo vừa gặp Hiếu. Heo vừa đi với em. Mọi đi đông lắm, heo cứ đi rồi đông á. Quan trọng đông mà phải đông. Chứ clear như vậy đi. Còn Aloda đi ngang qua. Em đang nói chuyện với Aloda rồi. Không, Aloda với Quỳnh Anh gặp chị ở dưới nên không thể được, không thể gặp heo được. Thôi skip đi. Sau này không có nhiều thông tin lắm, là mình là bồ nông mình cũng chả cần đẩy gì kệ thôi. Heo ơi, chị thấy heo đó chị đang định đút cho heo ăn. Quá đáng lắm luôn á, chị em chị nghĩ heo là bồ đông mà. Chị làm thế. Nhưng mà chị sai rồi, mình mới là bồ đông mà. Không phải chị bố nói. Chị làm cho chị heo thành con ma đói luôn. Chắc luôn. Nào, đứa nào là đứa giết heo?
Không được nuốt chị Vi cay ấy nhờ, bực thật. 36 mẹ thật này. Hello, hello. Buồn buồn đấy. Em là chết, em là chết là anh Duy hoặc là Ni. Anh Duy hoặc ai? Ni. Ni à, ok. Mà anh vừa chạm nhiều người quá, anh chạm cắm môi rồi một đống người nữa cơ. Em lại dụ anh ra đây để xiên à? Em đã bảo là em không phải là Vi. Thật không đấy, sao cái không nói từ đầu? Em không phải là Vi. Thế em là phe thứ ba đúng không? Không hề. Ờ rồi, đi. Ui da, đi, có xác rồi, có xác rồi. Thế đâu mà? À, em kia kìa. Không phải, có xác. Cái xác này nó rất là... Ơ, anh không thấy à? Anh không thấy mà. Mẹ ơi, phải đi một chuông. Không thấy, không thấy. Sợ gì đâu. Anh ơi, đây là vịt. Anh ơi, đây là vịt. Có con vịt là anh đi theo em là cái gì? Anh lấy vào tin. Hả? Em lại... Ôi, anh có con đất ở bên dưới. Em lại thử bài mới với anh nữa à? Ủa, sao lạ vậy? Mời bà Vịt đứng anh. Nhưng mà anh là Vịt thật. Sao anh lại là Vịt? Anh không phải là Vịt. Mắt mà đi sao? Đây là bài mới à? Ủa? Em bị cắp anh. Bài mới. Kinh đây, bài kinh đây. Thì... làm anh hơi hốt hoảng đấy. Nói không như thật đi. Tâm lý. Mà thế em thấy tâm lý anh vững chắc chưa? Em tin được anh chưa? Không, anh đừng biết thật. Sao Ken chết rồi? Lúc nãy là có Ken này, Bú này, em Long này với cả AB là đứng gần Ken. Xong rồi chị đi làm kẻ đại sĩ đúng rồi. Anh Long còn có thể là kẻ đặt bom. Em vừa cầm bom 15 giây xong. Anh gặp em lúc nào ấy đi? Có, ta làm đứng, mày có gặp Nin, mày thích chưa? Em mới gặp ở đây mà, mới gặp anh Long phản ứng thì đặt kiểu gì anh? Thế chưa đấy, Nin đi với ai, gặp những ai? Em đi với, nó đi với em. Và nó là gặp đông lắm, nhưng mà vấn đề là ăn bom một cái quả đấy thì đúng. Chị cũng ghê, chị ghê mà. Thề đúng không? Tao ghim chứ tao có bảo mày là vịt đâu mà mày thề cái gì. Bây giờ mọi người đến con là bao nhiêu giây? Mà đi với Kim Anh kiểu gì cũng lộ mà. Tại vì đợt sau kiểu gì Kim Anh cũng đẩy mình thôi. Thế thì chỉ có thể là Duy thiếu. Kiểu gì đến lúc người nổi tiếng chết thì mình cũng cúc. Trừ khi trận này không có người nổi tiếng. Đúng không ý? Rồi, thế ba người đấy, một trong ba người đấy là bom. Nhưng mà vấn đề là cái vụ của Ken thì như thế nào? Không biết xác ở đâu mà. Có thể là anh Ken trong lúc mà đang hỗn loạn thì bị mồ đông nuốt. Từ nhà hay một đông luôn. Xong rồi chị đi làm với Kinh Anh như con dao hai lưỡi nhưng mà đi đi vui mà. Đi hack não vẫn nổi rồi. Em không chết được đâu chị yên tâm. Hack não Kinh Anh xem sao. Ok ok, chị biết đúng. Rồi, chị biết rồi. Anh Ken bị nuốt là chị Vi gián tiếp Nếu mà mình hack não được ý, thì Kinh Anh legit mình vãi cả cốt luôn. Nhưng còn nếu mà không hack não được. Giết hai mạng người rồi chị Vi. Chị giết hai mạng người rồi đấy. Chị rung chuông là chị giết người rồi. Chị uy tín lắm bố. Quý anh chơi kiểu này khó đoán lắm các bạn ạ. Không như chị Vi chơi dễ đoán quá. Ừ anh. Thà anh em ơi. Em cả quá. Đi quý anh ơi. Khổ, anh mà là Vi anh sao dám đi với em. Anh không là Vi nhưng mà anh là... là... nhưng mà... Hơi ghi nhá. Cái gì cơ? Hơi nghi một xíu. Hơi nghi à? Thế anh, em không thể anh trả lời chắc chắn như thế mà em còn nghi anh nữa thì không, nói chuyện gì. Không, lúc đầu anh không hề chắc chắn như thế. Trời ơi, anh chắc chắn mà anh trả lời anh, không hề do dự luôn ấy. Ôi, okay. Ok kìa. Anh, em. À. Đứa nào siêu năng lực ra giết Kinh Anh vậy? Bực thế nhở? Anh bom em rồi, em đang quăng bom cho chị Vi đi cuốn chuông làm cái gì? Chết mẹ mày đi. Nghe đâu đa ơi. Hả? Quỳnh Anh vừa bảo với em là Quỳnh Anh chết thì là anh. Vẫn nổi siêu năng lực ra mà em quả đấy có người ở trước ngay đấy mà. Trước đấy em nghe thế. Thì mọi người có hai xác. Ở đấy, ở đấy có từ từ ở đấy một xác mà. Có cái xác của Quỳnh Anh với cái chân đặt bom. Chân thôi. Chân đặt bom. Đằng sau lưng có ai nhở? Đằng sau lưng tao có ai mà rõ ràng không phải tao cắn mà nó. Em thấy cái xác đây. Mày thấy cái xác tự chết mà đúng không? Đang đi nói chuyện tự khục một cái thì tao trả vốt. Bây giờ mọi người lọc đi, lọc xem ai đứng nghiêm là biết à, ai đi lẻ là biết mà. Ủa tại sao lại chắc chắn là siêu năng lực ra mà siêu năng lực ra có rôn luôn mà. Em
ai ném bom sang chị, còn 8 giây nữa chị vứt sang Camui. Chị với Camui không phải nhớ, vì hai người đang đứng ném bom đúng không? Đúng. Khoan, em cũng thế, em chạy sang em bảo là mọi người 4 vừa ném bom đúng không? À 4 vừa ném bom đúng không? Hay là cô ấy ta? Em biết, em bấm chữ E liên tục luôn. Hiếu, Hiếu ở đâu? Hiếu, Ina, Long Cổn là có mặt đúng không? Ừ, nhìn thấy khác mà, đứng lên đấy còn nhìn thấy à? Thì bạn không nhìn thấy không phải tôi giết đúng không? 50-50 50-50 chết gì, tôi đi giết Quỳnh Anh làm gì, tôi đi với Quỳnh Anh cả trận, tôi đi giết Quỳnh Anh thì mất mẹ legit của tôi. Em đi dập lửa mọi người mà. Không, mọi người có gặp không? Đứng ở trước cửa chỗ dập lửa, là Quỳnh Anh bị chết. Em dập lửa ở cái phòng của Quỳnh Anh. Em đứng ở đằng sau rồi đó. Trong phòng điện không có em rồi đó. Thế thì lên roll đi không, mọi người vote nè. Vote đi, vote em. Vậy lên drone rồi mọi người có vote không? Em phải lên, ít nhất em phải lên drone chứ. Em không lên drone thì người ta sẽ vote rồi. Vậy vote rồi thì lên drone nữa. Đã vote đâu, em cứ không, em cứ chần chừ ấy. Trả lời chứ lại có ám sát đâu. Không có ám sát luôn mà. Mà mày toàn skip ấy kìa. Tốt nhất là em. Xong lại còn một người vote mình nữa. Đi vote phải rồi. Anh Aloda là... Dada à? Tự vote vào người anh hả? Dada hắn đéo gì? Nghĩ tôi là Dada cũng được. Mà không chém chết con mẹ mình mất. Tại khó thế. Này đi ơi. Vốt lại. Còn 8. Nãy là bom vào đây, Quỳnh Anh bị giết. Thằng này nổ bom chết tiếp. Heo lúc đầu bị giết, Ken cũng bị giết rồi, còn 3 vịt luôn. Bắt buộc phải giết thôi. Được chị Vi ơi. Em mới hỏi zone của em là gì? Kinh khủng chưa? Zone mình là gì ta? Bạn chó nó cũng ném bom em phải. Nhận ba gang nó có bị phèn không thôi. Nhưng mà em lên drone rồi, đi bà. Anh có vote em không? Vote em không lên drone. Thì lên đi đừng công nhớ. Nếu như mà em drone chuẩn chỉ thì không vote. Ừ. Em đồng thì... Em thầy đồng á hả? Ok, bây giờ hỏi quay lại hỏi Aoda là Aoda là gì ấy? Thầy đồng thì sai rồi. Thầy đồng với anh là thầy đồng mà. Em là thầy đồng mà. Lúc đầu Quỳnh Anh báo với anh là có xác mà. Đúng rồi. Em cũng báo được có xác mà. Vậy rồi. Em giết thì chả thế. Thế là em hàng loạt rồi. Em đâu chứ thầy đồng. Thôi vô em thôi. Nên nhận trùng rôn của Quỳnh Anh mà. Em thầy đồng thiệt mà. Giờ sao anh Hiếu anh Duy? Bắt buộc phải đẩy thôi. Đấy, không đẩy thì không đẩy. Vì phát này còn 3 gì. Em Aloda với Quỳnh Anh đi chung từ đầu cơ. Mấy tôn rồi. Nếu mà giết thì giết từ cái lúc đó. Em đi chung 3 lượt rồi mà chị. Không. Để siêu năng lực ra giết. Đây quả đấy sau. Chị phải hiểu là sau lưng của em có thằng Hiếu và thằng Long. Thì em chém để em ăn. Có đúng không? Nên chị nghĩ cái quả của anh thầy đồng khá là uy tín. Ảo thế nhở? Mà chỗ đấy là cái chỗ trước cửa nhá, chứ không phải là trong cái chỗ lửa nhá. Đứng trước cửa đang nói chuyện. Em bây giờ thầy đồng lắm. Ừ, chị không phải là thầy đồng. Khổ thế nhở, Quỳnh Anh là thầy đồng mà. Thôi không tin thì vô thôi. Em là thầy đồng, em là thầy đồng thì. Nghe là kêu uy tín đâu lại kêu không tin. Vote đi mọi người. Không, ý chị là chị tại vì chị tin Quỳnh Anh với Aloda, tại vì từ lúc đầu hai người đấy gặp chị nhá. Xong rồi chị tách ra đi riêng rồi, hai người đấy vẫn đi chung. Đi chung mấy tơn lên gặp mấy lần thôi. Đi chung mấy tơn. Mẹ mày thua rồi. Vote. Vote xong rồi. Thua rồi. Aloda không vote. Vãi cả nỗi. Để đâu rồi giết người thua luôn đi. Anh có vô được đâu. Quả đấy nó kịp chạm mình chưa nhở? Má, cô ấy vừa chạm vào tôi rồi bạn ơi, tôi sắp đi rồi bạn ơi. Đâu cô ấy đâu. Nó vừa xuất hiện cạnh tôi, mẹ hình như tôi đã bị chạm rồi, tôi chết thì chắc thua mẹ luôn, thôi kệ mẹ đi. Nó vừa chạy xuống dưới rồi. Khó thế, đừng chạy xuống sửa mọi người ơi, sửa ăn. Hay thế nhờ, có xác à? Má. Có thế, mình cũng đéo vốt được. Không, tôi chỉ giả vờ nói thế thôi. Tôi biết là thời gian cooldown chưa kịp mà. Quả đấy có 3 giây thôi các bạn, làm sao kịp được. Phép thứ 3 giờ cũng phải vốt thằng Coconut đi. Chị Vi là Canada rồi, ai chả biết từ đầu rồi. Chị Vi đi nhận Canada từ đầu mà. Còn cô ấy với Coconut. Khó thế nhờ, vốt Coconut đi. Vốt đi mọi người ơi, bỏ qua chứ. Bỏ qua hay là vốt? Vốt, không vốt thì thua. Trời ơi, sẽ bỏ qua. Chịu. Khó chịu rồi. Ba vịt, một phê thứ ba nữa. Đây là kẻ trà trang cho mọi người. Ok nha. Kẻ bắt trước. Thằng Long Cồn chơi ngự lộ bài luôn mà. Thế thì tao lại phải nuốt mày rồi. Nuốt một rồi. Bởi mình phải nuốt được một vịt không thua. Nó chạm mình rồi. Ai? Ở trên đó có bảy cái rung chuông bên này.
Ủa, máy đứng. Máy thế, máy thế. Nó rung rung rồi, nó bấm vào mình rồi, may quá. Nó cái gì đấy anh gì? May thế, tí mình chết rồi, nó bấm vào mình rồi. Thứ ba vote là bạn cũng thua đấy. Em bấm làm gì? Vấn đề ở đây là đây. Đừng bấm nó, Ina. Đấy, ba ba còn ba được. Còn ba con vịt mới lại hai phe thứ ba là chắc rồi. Bây giờ cũng thế về phe thứ ba không vote thì phe thứ ba cũng thua à? Bây giờ nó không vote thứ ba là bồn nông mà người ta vote sao được cậu? Đông đúng. Để em cứ dùng ấy. Dùng vô ích thôi, thôi phải dùng lấy lần thứ hai là phải tự hiểu rồi chứ, phí một chuông rồi em. Vote làm gì đâu, à, giết xong rồi mới vote được. nó cũng biết sợ mình rồi. Nếu mà mình nuốt nó thì nó có siêu năng lực ra được mình không các bạn? Cho tôi hỏi câu đấy. Không đúng không? Ai, rồi. Cái thế nhờ? Làm phần việc của mình thôi, chứ biết làm sao. Tôi cứu tôi. Long Cồn lại dám báo xác à? Chết con mày Long Cồn ơi. Ôi sao đồng đồ của tôi chết rồi. Cái nhà đồng đồ tôi đâu rồi? Thằng Long Cồn tự báo xác. Nó tự báo xác. Xong rồi còn có từng này người. Ừ. Chật đấy Long Cồn. Chật đấy. Chật đấy. Ôi vốt là Long Cồn ấy chịu rồi. Tôi cũng không làm gì được hơn. Em là cái bắt trước. Thì em vốt đi, vốt nó hết, vốt Long Cồn đi. Thằng Long Cồn đâu? Thằng Long Cồn đó là vịt, nó là cắn Canada rồi vốt Long Cồn thôi em. Ai là người thì vốt Long Cồn đi. Anh ai luôn ạ? Không. Trời, chịu rồi. Ok rồi. Anh ai là bồn ông? Anh ai là bồn không? Ai nó đa bồn ông xin. Có thế giờ vịt nó tắt đèn thì làm chó thì được, thua rồi. Tắt đèn thì nó có lợi thế về range mà. Pick up như kiểu Valorant. Dở thế, hai con vịt phải đi cắn mình chứ, để đi cắn người kia thì cũng hơi khoai ấy. Dở chưa?